bây giờ đang ở trên hội trường và tiết mùi mới tới mình, và bây giờ mình phải coi những người khác diễn mọi người. Bà học cái này bà cảm giác như thế nào? Vui. Vui gì gì nữa? Vui. Ừ. Cho mình hỏi bạn là bạn học cái này bạn thấy như thế nào hả bạn? Đến lớp mình diễn thì rất là vui. Cảm giác như thế nào khi bạn được học cái nơi này? Tao cảm giác rất là chill và tao rất là thích môn hip hop, trừ khi tao học môn cha. Chill. Cảm nhận của mình là vô đây học để tấu hài nha. Và thế là đã gần một nửa chương trình đi qua, nhưng mình cảm nhận được năng lượng của mọi người đã nóng hơn bao giờ hết. Don't say something.
Hôm nay các đi biểu diễn, mình đi theo từ sáng sớm cho đến giờ biểu diễn luôn. Rồi các chuẩn bị biểu diễn, cái mình được người ta báo là cái khu vực đổ xe đó đang không được đổ nữa và phải đi. Và cuối cùng là không coi được, mình vừa đứng lên đi ra là các đi ra biểu diễn. Rồi mình vừa đi vô là các biểu diễn xong cho nên không coi được. Bây giờ về coi lại cái clip thôi, nhưng mà có người coi được từ đầu đến cuối nè, phỏng vấn lại nè. Tức muốn chết luôn. Sao vậy? Em mắc cầm... cái này quay em đâu có được vỗ tay đâu. Trời. Mẹ hú hét quá trời, con nghe không? Nghe luôn hả? Có mình mẹ hú à. Trời ơi, em mấy người ở khán giả người ta cũng không biết chuyện gì xảy ra quá. Có mình mẹ hú à. Đâu có, người ta cũng vỗ tay nhiều mà con. Nhưng mà các nhà ok không em? Đẹp lắm, trời. Tự ơi, tin không? Ngầu lắm nha, thả hai cọng tóc. Có bị sự cố gì không? Có bị sự cố gì không? Không. Trời ơi, công nhận mẹ sướng hơn mẹ được coi, ba không được coi vậy, buồn ghê luôn á. Nhưng mà Cát nhảy vô đó, Cát có nhìn xuống Cát thấy mẹ không? Lúc Cát nhảy Cát đâu có thấy hả Cát? Lúc Cát ra chào thì Cát mới thấy mẹ. Mà mấy bạn khác nhảy cũng dễ thương quá Cát ha. Trước mụ Cát tên gì? Cái gì trong lớp học quá quên rồi Cát. Cả lớp đứng à, im. Cả lớp đứng im. Có rất là nhiều tiết mục hay, trong đó có tiết mục của Cát nha. Bye bye.